Phạm Vinh và Triệu Ngân. Xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là thứ sáu, 24 tháng 5 năm 2024. Phạm Vinh và Triệu Ngân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Sau đây xin kính mời quý vị theo dõi phần tin tức và dự báo thời tiết. Cảnh sát Florida đập bể cửa kính cứu bé gái một tuổi bị nhốt trên xe người đàn ông ở Palmdale bị bắt sau khi trẻ ngừng thở ở công viên, sau đó chết. 12 con bồ nông chết đói trên bãi biển quận Cam đã sẵn sàng được thả. Chuỗi thức ăn nhanh cung cấp bữa ăn giá rẻ cho người tiêu dùng khi lạm phát vẫn tiếp diễn. Cài camera lén theo dõi nhà dân để ăn trộm, 4 người bị bắt. Australia phát hiện thêm một ổ dịch cúm da cầm H7N3. Một ông ở Orange County bị truy tố gian lận tiền Covid-19. Santa Ana chuẩn bị cúp nước đối với nhà nào không trả tiền đúng hạn. Cảnh sát Florida đập bể cửa kính, cứu bé gái 1 tuổi bị nhốt trong xe. Tin từ Palm Coast, Florida. Theo đài CBS 42, hôm thứ Năm 23 tháng 5 cho biết, cảnh sát ở Florida đã đập bể cửa kính để cứu bé gái một tuổi bị nhốt trong xe dưới thời tiết nóng bức. Cảnh sát loan báo. Hôm thứ Hai, mẹ của đứa bé đã gọi 911 thông báo đứa bé bị nhốt trên xe ngoài bãi đậu xe siêu thị Walmart ở Palm Coast. Phát ngôn viên Sở Cảnh sát Flagler County FCSO cho hay nhiệt độ ở Palm Coast vào thời điểm đó là 80 độ F. Khi cảnh sát tới hiện trường thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng ngoài xe, người đàn ông khai với cảnh sát rằng ông là người đưa đứa bé lên xe rồi đóng cửa lại, nhưng sự nhớ ra là ông đã bỏ quên chìa khóa trong xe. Người phụ nữ cho biết đứa bé bị nhốt trên xe khoảng 10 phút. Vậy thì tôi phải đập bể cửa kính, một cảnh sát viên FSO nói với người phụ nữ, theo video từ camera đeo trên người của cảnh sát, "Đừng, đừng, đừng." Người phụ nữ đáp, "Nhưng cảnh sát viên này cho hay, không còn cách nào khác hơn." Theo video, sau đó cảnh sát viên này đã dùng Shader bar, viên kim loại có gai được chế tạo để đập bể cửa kính và đập bể cửa kính phía sau phát ngôn viên FSSO loan báo trên Facebook. Sau đó, cảnh sát viên này đã dùng dùi cui đập bể hết phần còn lại của cửa kính rồi mở cửa xe, cứu đứa bé theo video. Có thể nghe thấy đứa bé khóc trên xe. Sau cùng, đứa bé được sở cứu hỏa Palm Coast xác nhận là ổn, mặc dù ngồi trên xe nóng bức theo FCSO. Người đàn ông ở Palmdale bị bắt sau khi đứa trẻ ngừng thở ở công viên, sau đó đã qua đời. Hôm thứ Năm, Sở Cảnh sát trưởng quận Los Angeles thông báo, cha của đứa bé bị chết sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại công viên Palmdale đã bị bắt giữ. Các đại biểu đã trả lời. Melville J. Corson Park tọa lạc tại 38226 Thane Street X ngay trước 9 giờ sáng thứ Tư và liên lạc với cha của cậu bé, người mà theo các nhà điều tra cho biết con trai ông đang phải cấp cứu y tế. Đứa bé trai được cho là khoảng 2 tuổi, sau đó đã qua đời tại bệnh viện địa phương. Jeffrey Reinstaff, 29 tuổi, bị bắt và nghi ngờ đồng lõa nhằm che giấu tội ác và gây nguy hiểm cho trẻ em. Sở cảnh sát trưởng cho biết, nguyên nhân cái chết vào thời điểm này vẫn chưa được xác định và sẽ được xác định bởi cơ quan giám định y tế của quận Los Angeles. Hàng xóm cho biết, cậu bé sống với bố trong một khu chung cư đối diện công viên. Destiny một người hàng xóm nói với KTLA5 News, cảnh sát đến gõ cửa hỏi chúng tôi có camera không và chúng tôi có nhìn thấy gì không, nhưng chúng tôi nói với họ là không. Bất cứ ai có thông tin về vụ này, hãy liên hệ với Cục Điều tra Án mạng của Sở Cảnh sát trưởng quận Los Angeles theo số 323 890 5500. 12 con bồ nông chết đói trên bãi biển quận Cam nay đã sẵn sàng được thả về. 12 con bồ nông nâu được đưa vào các trung tâm phục hồi chức năng địa phương vì bị phát hiện chết đói trên các bãi biển của quận Cam, nay đã khỏe mạnh và sẽ được thả ở Corona Del Mar vào thứ sáu tuần này. Những đàn bồ nông nâu lớn bị bệnh bắt đầu xuất hiện ở Newport Beach vào khoảng 28 tháng 4. Nguyên nhân chính xác khiến hàng trăm con chim này mắc kẹt trên bãi biển của chúng ta vẫn còn là một bí ẩn. Trung tâm chăm sóc động vật hoang dã và vùng đất ngập nước WWCC cho biết. Chúng tôi biết rằng họ biểu hiện trong tình trạng đối khát, nhiệt độ cơ thể cực kỳ thấp, bị mất nước, hốc hác và hàng loạt ký sinh trùng. WWCC cho biết nhiều con bồ nông nâu đã hồi phục sau khi được điều trị bằng chất lỏng, thuốc và hàng tấn cá. Một số gia cầm đến với các vấn đề thứ cấp như bất thường về xương hoặc nhiễm trùng vẫn đang được điều trị và chưa sẵn sàng thả ra. 12 con bồ nông nâu sẵn sàng lên đường sẽ được thả tại Big Corona trên bãi biển công viên Corona delma vào thứ Sáu. Các khoản đóng góp cho trung tâm chăm sóc động vật hoang dã và đất ngập nước phi lợi nhuận có thể được thực hiện trên trang web của tổ chức này. Chuỗi thức ăn nhanh cung cấp bữa ăn giá rẻ cho người tiêu dùng khi lạm phát vẫn tiếp diễn. Các công ty bán thức ăn nhanh đang đưa ra những ưu đãi mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích hơn khi lạm phát tiếp tục gia tăng và đang tác động đến ví tiền của người tiêu dùng. McDonald's, Wendy's và Buffalo Wild Wings chỉ là một số công ty cung cấp các bữa ăn giá trị hoặc giảm giá để thu hút nhiều khách hàng hơn. Cho dù bạn cần một bữa ăn trưa nhanh hay không muốn nấu ăn tối nay, đây là một số ưu đãi về thực phẩm sẽ không tàn phá ví tiền của bạn. Buffalo Wild Wings, công ty gần đây đã thông báo rằng họ đang cung cấp một số ưu đãi thức ăn thỏa sức cho món cánh không xương và khoai tây chiên với giá 19 đồng 99. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho khách hàng dùng bữa tại nhà hàng vào thứ hai và thứ tư hàng tuần trong một khoảng thời gian giới hạn. Tuy nhiên, thỏa thuận này chỉ dành cho một người trên mỗi đơn hàng. McDonald's, gã khổng lồ bánh mì kẹp thịt, có kế hoạch bổ sung ưu đãi bữa ăn trị giá 5 đô la vào thực đơn tại Mỹ của mình để giảm bớt doanh số bán hàng chậm lại và sự thất vọng của khách hàng với giá cao. Theo The Associated Press, Thỏa thuận này sẽ cho phép khách hàng nhận được 4 miếng mắc nuggets, khoai tây chiên nhỏ, đồ uống nhỏ và bánh mì kẹp thịt mắc double, hoặc bánh sandwich mắc chicken với giá 5 đô la ở hầu hết các khu vực. Wendy Vào thứ hai, Wendy đã công bố một hợp đồng bữa sáng trị giá 3 đô la, bao gồm một chiếc bánh sandwich muffin kiểu Anh, có trứng và phô mát với thịt sông khói hoặc xúc xích và một phần khoai tây dày dạng. Nó cũng tặng gà viên miễn phí cho các thành viên thưởng vào các ngày thứ tư trong thời gian còn lại của năm. Taco Bell chuỗi đã cải tiến menu giá trị thêm vào tháng 1 để bao gồm 10 món trong thực đơn với giá từ 3 đô la trở xuống. Các giao dịch có sẵn cho các nhà hàng tham gia. Cài camera lén theo dõi nhà dân để ăn trộm 4 người bị bắt, tin từ Glendale, California. Cảnh sát cho hay bốn người quốc tịch Colombia vừa bị bắt trong tuần này liên quan đến hoạt động gọi là trộm cắp khi du lịch ở Glendale. Các nhà điều tra đã buộc tội bốn người đàn ông này đã giấu máy quay hình trên đường phố và trên tài sản tư nhân để theo dõi người dân nhằm tìm hiểu lịch trình của chủ nhà ra vào và khi nào thuận tiện thì để xâm nhập vào nhà của họ để ăn trộm. Sở Cảnh sát Glendale công bố một đoạn phim hôm thứ Hai, 20 tháng 5, trong đó cảnh sát dừng một chiếc xe không bật đèn khi lục soát xe, cảnh sát đã tìm thấy một dụng cụ thu hình với cục pin gắn vào đó, ngụy trang bằng lá cây. Cảnh sát cho rằng camera đã được đặt trong những chậu cây, ngụy trang kỹ để theo dõi căn nhà của nạn nhân. Nón bảo hộ và một cái áo khoác được cho là để giải dạng nhân viên xây cất rồi đến gần những căn nhà nạn nhân cho khỏi bị phát giác, cũng hiện diện trong xe của kẻ tình nghi. Các nghi can được nhận diện là Brian Martinez Vargas, 28 tuổi, Jose Antonio Velasquez, 28 tuổi, Edison Ali Princeton Fernando, 27 tuổi và Luis Carlos Moreno, 29 tuổi. Cả bốn người đã bị bắt vì tình nghi trộm cắp. Đây là lần thứ nhì trong ba tuần Brian Vargas bị bắt theo sau một vụ cảnh sát rượt đuổi vào hôm 30 tháng 4. Lần đó, cảnh sát cho biết Vargas và một tòng phạm đã quăng bỏ những món hàng đánh cắp và dụng cụ làm nhiễu sóng Wi-Fi để cản trở hệ thống báo động an ninh trong nhà. Sở cảnh sát Glendale cho rằng Vargas và những người tòng phạm hoạt động dưới hình thức trộm cắp khi du lịch. Những kẻ trộm từ Nam Mỹ vào Hoa Kỳ bằng chiếu kháng du lịch rồi nhắm vào các khu dân cư giàu có để trộm cắp. Ai có thêm tin tức có thể liên lạc với cảnh sát Glendale ở số 818 548 4911. Australia phát hiện thêm một ổ dịch virus cúm gia cầm H7N3. Giới chức bang Victoria, đông nam Australia, ngày 23 tháng 5 năm 2024, xác nhận dịch cúm gia cầm chủng H7N3 tỷ lệ cao đã xuất hiện tại một trang trại gia cầm ở thị trấn Terang thuộc bang này. Thông báo được đưa ra vào một ngày sau khi Australia báo cáo trường hợp nhiễm cúm gia cầm đầu tiên ở người và dịch cúm gia cầm tại một trang trại khác ở thị trấn Meredith cùng bang. Trong thông báo, giới chức nông nghiệp bang Victoria cho biết chủng virus được phát hiện tại các trang trại ở bang Victoria đều thuộc chủng H7N3, khiến nhiều gia cầm chết. Chủng này khác với chủng virus H5N1, vốn đã lây lan nhanh chóng trên toàn cầu và cũng là chủng được phát hiện dương tính đối với ca mắc cúm gia cầm đầu tiên ở người tại Australia. Giới chức cho biết hai trang trại trên có liên quan đến nhau do cùng chung người quản lý. Các nhân viên và trang thiết bị hiện cơ quan y tế bang đang nỗ lực ngăn chặn và khống chế lây lan của loại virus cúm da cầm này. Gần đây, cúm da cầm H5N1 đã được phát hiện tại hàng chục trang trại bò sữa ở Mỹ. Trong bối cảnh này, ngày 22 tháng 5, giới chức y tế Mỹ thông báo phát hiện trường hợp bắt cúm da cầm thứ hai ở người tại bang Michigan, chưa đầy 2 tháng sau khi phát hiện trường hợp đầu tiên tại bang Texas. Một ông ở Orange County bị truy tố gian lận tiền COVID-19 tin từ Los Angeles, California, bộ Tư pháp DOJ loan báo vào hôm thứ tư, 22 tháng 5, một ông ở Orange County bị truy tố tội gian lận và rửa tiền vì bị nghi gian lận là vay tiền hỗ trợ Covid-19 cho công ty của ông ở Riverside và Anaheim từ tháng 5 năm 2020 tới tháng 12 năm 2021, ông Meredith có tên gọi khác tên là Mitch Tapparisi, cư dân Aliso Viejo hai lần làm đơn gian lận để vay tiền 695.000 đô la cho Life Fleet Incorporation, công ty vận chuyển y tế của ông ở Riverside từ Paycheck Protection Program PPP, chương trình của Liên bang hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ trả lương cho nhân viên trong dịch COVID-19, theo hồ sơ tòa án. Trong đơn xin vay tiền, ông Tabrizi khai công ty này có ít nhất là 54 nhân viên và trả tiền lương hàng tháng tổng cộng hơn 139.000 đô la. Sau khi lãnh được số tiền của PPP, ông Tabrizi bị cáo buộc dùng số tiền đó chi tiêu cho cá nhân. DOJ ra thông cáo báo chí cho hay, ông cũng làm đơn gian lận để vay tiền từ chương trình Economic Injury Disaster Loan, viết tắt là EIDL. Trong đơn ông khai Lifeflip có 63 nhân viên và doanh thu trên 4 triệu đô la, DOJ cho biết. Tuy nhiên, LifeFlip bị cáo buộc không có hoạt động, không có doanh thu và không có nhân viên nào, theo DOJ. Ngoài ra, ông Tabrizi còn làm đơn gian lận khác để vay tiền từ EIDL cho Resonant Group Incorporation, công ty của ông ở Anaheim. Trong đơn, ông khai rằng công ty này có hơn 300 nhân viên và doanh thu trên 19 triệu đô la, DOJ cho hay. Do đó, cơ quan doanh nghiệp nhỏ gửi 319.800 đô la vào chương mục của ông Tabrizi và ông cũng đã dùng số tiền đó chi tiêu cho cá nhân của mình, DOJ cho biết. Trước đây, ông Tabrizi bị truy tố tội trốn thuế và khai gian thuế cho công ty SoCal Medical Transportation Incorporation ở Riverside. Nếu bị kết tội, ông Tabrizi có thể lãnh án tối đa 20 năm tù mỗi tội danh trong 4 tội danh gian lận, 10 năm tù cho mỗi tội danh trong 4 tội danh rửa tiền. 5 năm tù cho mỗi tội danh trong hai tội danh trốn thuế và 3 năm tù cho mỗi tội danh trong hai tội danh khai thuế gian lận. Santa Ana chuẩn bị cướp nước đối với nhà nào không trả tiền đúng hạn. Tin từ Santa Ana, California, hôm thứ Tư 22 tháng 5, theo Voice of OC, giới chức Santa Ana chuẩn bị bắt đầu cướp nước có thể là hàng ngàn cư dân sẽ bị cướp vì không trả tiền nước đúng hạn. Tối thứ Ba vừa qua, trong một cuộc họp hội đồng thành phố Santa Ana, giới chức thực hiện bước đi quan trọng bằng cách sửa lại luật của thành phố này về cấp nước vì luật tiểu bang bắt buộc thông báo nhiều hơn và lâu hơn trước khi cấp nước và cho phép khiếu nại. Theo luật cũ của Santa Ana, giới chức chỉ cần thông báo trước 30 ngày là có thể cấp nước nhà nào trả tiền chảy hạn. Giới chức Santa Ana tranh luận rằng chi phí cấp nước cho hơn 45.000 khách hàng thông qua gần 500 dặm đường ống khắp thành phố ngày càng tăng nên họ đề nghị cướp nước nhà nào trả tiền chảy hạn. Từ năm 2020, Santa Ana chưa cướp nước nhà nào trả tiền chảy hạn. Thay vào đó, họ lấy tiền trợ cấp hàng triệu đô la của tiểu bang và liên bang để giúp hàng ngàn gia đình trả tiền nước đúng hạn. Nhưng nay, tiền hỗ trợ của tiểu bang và liên bang sắp hết vì sắp hết lệnh khẩn cấp của tiểu bang và địa phương về hoãn cướp nước. Thành phố đang tìm cách bắt đầu cướp nước trở lại nhà nào không trả tiền. Luật này dự trù được đưa ra hội đồng thành phố Santa Ana trở lại vào ngày 4 tháng 6 để bỏ phiếu chính thức và sẽ có hiệu lực từ tháng 7. Vào tháng 8, thành phố sẽ bắt đầu thông báo cấp nước gia đình nào trả tiền chảy hạn. Dự báo thời tiết thứ Bảy 25 tháng 5 năm 2024, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 44 phút sáng và mặt trời lặn vào lúc 7 giờ 53 phút tối. Bầu trời nhiều mây sớm và sẽ có mây vài phần cuối ngày. Nhiệt độ cao 66 độ F. Gió tây thổi với tốc độ 10 đến 15 dặm một giờ. Độ ẩm 65% và chỉ số UV cho thấy 9 trên 11. Vào ban đêm, trăng lên vào lúc 10 giờ 34 phút tối và trăng lặn vào lúc 7 giờ 08 phút sáng. Bầu trời có mây sớm và u ám vào ban đêm, nhiệt độ thấp 59 độ F, gió Tây Nam thổi với tốc độ 5 đến 10 dặm một giờ, độ ẩm 74% và chỉ số UV cho thấy 0 trên 11. Dự báo thời tiết này áp dụng cho các khu vực lân cận phao tành Valley, Huntington Beach, Westminster, Santa Ana và Garden Grove thuộc tiểu bang California. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin thời tiết ngày mai. Phạm Vinh và Triệu Ngân Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem bản tin của Vinh Channel. Nếu quý cô chú, các anh chị và các bạn thấy chủ đề hôm nay thú vị, cho Vinh Channel xin một like và một subscribe. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh, xin hãy đăng ký kênh để mỗi khi có video mới của Vinh Channel, quý vị sẽ là người được thông báo sớm nhất. Xin chân thành cảm tạ. Kính chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin hẹn mọi người lại những video kế tiếp.